Quý vị và các bạn đang đến với bản tin trưa ngày 4 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình VnTube. Bản tin trưa nay gồm các tin tức đáng chú ý sau: truy tố 14 cựu cán bộ giao đất sai ở Đồng Tâm; dự kiến chi hơn 1.300 tỷ đồng đưa cử nhân thất nghiệp đi xuất khẩu lao động; cảnh cáo Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh; ra đời mạng lưới người cai nghiện ma túy thành công Việt Nam; bắt đối tượng âm mưu ám sát Tổng thống Pháp; Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản; Thụy Điển báo động nạn cưỡng hiếp tại Đại Nhạc Hội. Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 14 bị can là cán bộ địa phương liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Nguồn tin từ cơ quan tố tụng cho biết, các bị can bị truy tố đều là cán bộ lãnh đạo xã Đồng Tâm và một số phòng ban chuyên môn của huyện Mỹ Đức. Họ bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 3 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, cơ quan này đã hoàn thành việc lấy ý kiến dự thảo đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Theo dự thảo, tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 1.300 tỷ đồng lấy từ ngân sách nhà nước. Mục tiêu sẽ đưa hơn 54.000 lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chưa tìm được việc có nhu cầu đi làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. Ngoài ra, mở rộng thêm các thị trường như ASEAN, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở các ngành dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, phục vụ khách sạn, nhà hàng, cơ khí xây dựng. Ngày 3 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo về kỳ họp thứ 15, xem xét kết luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, trong thời gian giữ các cương vị tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Nhân Trạch. Bà Phan Thị Mỹ Thanh đã tham gia điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, chủ tịch hội đồng thành viên. Bà Phan Thị Mỹ Thanh được xác định là đã vi phạm luật phòng chống tham nhũng. Năm 2017, Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để Viện Nghiên cứu Tâm lý Người sử dụng ma túy thành lập mạng lưới người cai nghiện ma túy thành công Việt Nam. Tại đây, những người cai nghiện thành công hỗ trợ nhau trong quá trình tái hòa nhập, khẳng định giá trị bản thân, nâng cao vị thế của họ trong cộng đồng xã hội, đồng thời thúc đẩy tuyên truyền, vận động hỗ trợ người nghiện ma túy, tham gia tích cực điều trị cai nghiện, đảm bảo mục tiêu giảm thiểu số người nghiện ma túy, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy. Cảnh sát Pháp cho hay vừa bắt giữ một nam thanh niên âm mưu ám sát Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 sắp tới. Người phát ngôn văn phòng công tố Paris ngày 3 tháng 7 cho biết, người âm mưu ám sát Tổng thống Pháp là một nam thanh niên 23 tuổi. Người này thú nhận đã lên kế hoạch tấn công ông Macron vào ngày 14 tháng 7 tới. Trong suốt một cuộc diễu hành ở thủ đô Paris, nam thanh niên trên đã bị cơ quan chống khủng bố Pháp bắt giữ hôm 28 tháng 6 ở khu ngoại ô Argenteuil, nằm ở tây bắc thủ đô Paris. Bộ Chỉ huy Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định từ vùng lân cận Bang Hyeong, tỉnh Bắc Byeonggang lúc 9 giờ 40 phút sáng theo giờ địa phương. Vụ phóng được thực hiện từ một tỉnh gần biên giới với Trung Quốc. Trong khi đó, đài NSK dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật cho rằng tên lửa này có khả năng rơi xuống biển Nhật Bản trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Hiện chưa có thông tin về loại tên lửa vừa được Triều Tiên phóng đi. Theo nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, tên lửa Triều Tiên bay khoảng 40 phút và có thể đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Ban tổ chức đã ra quyết định hủy bỏ lễ hội âm nhạc Bravala của Thụy Điển vào năm 2018, sau khi lễ hội năm nay xảy ra hàng loạt các vụ tấn công tình dục. Cảnh sát Thụy Điển cho biết hiện đang điều tra 4 vụ hiếp dâm và 22 vụ quấy rối tình dục trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc Bravala. Lễ hội này kéo dài 3 ngày gần thị trấn Norrköping, miền nam Thụy Điển và kết thúc vào ngày 1 tháng 7. Công ty tổ chức lễ hội âm nhạc SKB Scorpio đã lên án các vụ tấn công tình dục. Ban tổ chức cho rằng tình trạng đã vượt qua khỏi khuôn khổ của lễ hội Bravala và các sự kiện âm nhạc nói chung, nó dấy lên một làn sóng báo động cho toàn Thụy Điển. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 4 tháng 7 năm 2017. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.